Kính thưa Đức Cha, những điều Đức Cha vừa lần lượt khuyên dạy chúng con quả là hữu ích, quả là cụ thể, và chúng con nghĩ rằng chúng con phải áp dụng trong suốt cuộc đời của chúng con. Nhưng giả như là chúng con đã hiểu được trọn vẹn những điều Đức Cha khuyên dạy và đem ra thực hành đầy đủ rồi, thì Đức Cha nghĩ rằng còn có điều gì khác chúng con phải áp dụng ở trong cuộc đời của chúng con hay không? Tôi vừa đi bên Pháp về chiều hôm qua. Tôi phải đọc một bài diễn văn kể là quan trọng, kỷ niệm 20 năm ông Raoul Folaro từ trần. Ông ấy là một nhà văn, viết nhiều sách, viết nhiều bản kịch. Ông ấy là một người Pháp và ông ấy là một người Công giáo gương mẫu, hy sinh cả đời, đi 32 lần vòng quanh thế giới để mà giúp các người phun củi. Thì người ta đã mời tôi đọc cái bài diễn văn ấy ở trong Đại học Sorbonne nhân ngày kỷ niệm ông Raoul Folaro từ trần. Thì cuộc đời của ông có như một cái khẩu hiệu là yêu thương và hành động. Đấy, yêu thương và hành động. Khi chúng ta yêu thương và chúng ta hành động, mặc dù gặp khó khăn, hiểu lầm, trở ngại, nhưng mà chúng ta vẫn yêu thương, thì chúng ta đã thấy rằng chúng ta có một niềm vui và một sự bình an ở trong lương tâm chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Thì nếu mà bạn hỏi tôi rằng khi mà đã hành động và yêu thương được như vậy thì chúng ta phải tươi cười thôi. Cái điều ấy là rất quan trọng. Cuộc đời con người là để mà tươi cười. Và trong triết lý cũng nói con người khác con vật là sao? Là con người biết nói và con người tươi cười. Khi nào thấy chó cười, mèo cười cả, và con người thì tươi cười, cười vui vẻ. Tôi nói như vậy thì có phải là tôi nói phét không? Không. Chúng ta thấy cả cái mùa vọng này đáng lẽ là mùa vọng. Các linh mục làm lễ mặc áo tím là dọn mình đón Chúa và ăn năn đền tội để dọn mình. Nhưng ngược lại thì thấy các cái kinh của giáo hội thì nói chuyện vui luôn. Và ai là vui nhất? Thì Đức Mẹ thì vui nhất. Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ: kính mừng bà đầy ân phúc, kính mừng bà đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Cái câu ấy giải thích cho chúng ta hết tại sao mà bà lại đầy ân phúc mà được chúc mừng nữa. Thiên Chúa ở cùng bà. Rồi xung quanh Đức Mẹ thì những người mà thánh đó, thì đều vui cả. Chúng ta dở phúc âm của ông Thánh Luca, chúng ta thấy rất hay. Ông Thánh Luca thuật chuyện Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel. Thì Đức Mẹ vừa bước vào nhà bà Thánh Isabel, bà Thánh Isabel nói: bởi tao đâu mà tôi được phước rất trọng, Mẹ Đức Chúa Trời đến viếng tôi. Hỏi là Mẹ lấy lạ, sao bà này biết như vậy? Bà Isabel nói là bởi vì khi mà Mẹ Thiên Chúa đến tôi biết được, bởi vì Gioan con tôi ở trong lòng tôi đã nhảy mừng rồi. Đấy. Thành ông Gioan này nhảy mừng vì Mẹ Thiên Chúa đến, mang Chúa đến cho ông. Đấy, người thứ ba mà vui là ai? Mục đồng. Đấy. Chúng ta nghe kinh hát ngày xưa là họ dịch phúc âm ra đấy. Thiên thần nửa đêm thì thiên thần bảo mục đồng: hãy mục đồng nghe ta báo tin mừng, đừng có sợ, vì Chúa cứu thế sinh ra giữa chúng ta. Rồi cái người thứ tư mà vui mừng là ai? Là ba vua. Ba vua đi theo từ phương đông, đi theo ngôi sao. Nhưng mà khi đến gần Bethlehem, vào nhà vua Herode thì ngôi sao tắt mất. Ba vua lo lắng quá. Nhưng mà khi vừa ra cái thì lại thấy ngôi sao. Thì Thánh Kinh nói ba vua vừa thấy ngôi sao trên trời, ba vua
vui mừng quá sức và đến máng cỏ quỳ lại Chúa Giêsu và dâng của lễ và nhũ hương và mộc dược. Anh ta xung quanh Đức Mẹ và Chúa thì cứ vui cả. Khi chúng ta được Chúa rồi, chọn Chúa rồi, biết sống trung thành, trưởng thành và tín thành với Chúa, với tổ quốc, với bằng hữu, với xã hội thì chúng ta vui. Và một lần tôi được nghe mẹ Teresa giảng hay quá sức, sau rồi hết giảng để cho phát biểu thì có một người giơ tay lên xin mẹ cho tôi phát biểu. Mẹ để lại cho tôi một sứ điệp. Mẹ Teresa ngẫm nghĩ, giờ mà thôi mà để lại sứ điệp thì nó dài đấy, giảng rồi thì bây giờ có lẽ giảng lại. Thôi nói một câu ngắn, hãy mỉm cười. Mẹ Teresa không? Cái này nó mỉm cười là sao? Sứ điệp mà sao mà mỉm cười? Mẹ Teresa nói, chồng hãy cười với vợ, vợ hãy tươi cười với chồng, bố mẹ tươi cười với con cái tươi cười với bố mẹ. Và tươi cười, ngày nào cũng phải tươi cười, và giờ nào cũng phải tươi cười. Cái ấy là do mình có Chúa trong lòng mình mới được như vậy. Chứ tôi thú thực rằng, mẹ Teresa nói vậy, tôi thú thực, có nhiều ngày tôi cũng không tươi cười nổi với Chúa, bởi vì tôi thấy khó khăn quá đi, tôi chịu không nổi nữa, tươi cười không nổi với Chúa. Nhưng rồi cuối cùng, hiểu lại, tôi phải tươi cười. Nếu ra ngoài, tươi cười với bè bạn, tươi cười với những người cùng một công sở, và tươi cười cả những người làm khó dễ cho mình nữa, thì thế giới này hạnh phúc quá thiên đường rồi. Vì ai tươi cười mà không phải cười ngoại giao đâu, cười thực, cười trong tình thương. Và thương là tôi đã được Chúa, cho nên thì tôi phải tươi cười với mọi người và báo cho mọi người biết là tôi đã được cái niềm vui và tôi đã được cái điều tôi mong muốn, vì tôi được Chúa là kho tàng quý trọng nhất cho chúng ta. Đi qua giảng với Pháp ấy, thì tôi nói với thanh niên về một cái bài thơ. Bài thơ ấy của ông Joseph Fourier là một văn hào, một triết gia công giáo Pháp trong đầu thế kỷ này. Thì ông Fourier có nói thế này: cuối đường của bạn không còn là đường, nhưng là đích điểm lữ hành. Cuối đêm tăm tối không còn là đêm, nhưng là hừng đông rạng rỡ. Cuối dốc bạn leo không còn là dốc, nhưng là đỉnh cao tuyệt vời. Cuối mùa đông giá không còn là đông, nhưng là mùa xuân ấm áp. Cuối giờ bạn chết không còn là chết, nhưng là sự sống vĩnh hằng. Cuối cái phút thất vọng không còn là thất vọng, nhưng là hy vọng tràn đầy. Cuối cùng của nhân loại không còn là con người, nhưng là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Cho nên thì chúng ta vui mừng là phải, và vui mừng mỗi ngày thì thế giới hạnh phúc.